có vẻ không được khả quan lắm ạ. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình. Ông nhà đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Ông ấy đã bị nhiễm trùng sau phẫu thuật. Vết nhiễm trùng quá nặng và sức khỏe cô ấy không thể chống chọi lại được nữa. Bác sĩ, chồng tôi đã sống sót qua cuộc phẫu thuật rồi cơ mà, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này cơ chứ? Rõ ràng ca phẫu thuật đã thành công rồi cơ mà. Nếu không có ông ấy, làm sao tôi có thể sống nổi đây? Trời ơi là trời. Ừ, tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn với gia đình. Mong bà mau chóng vượt qua được cú sốc tinh thần này ạ. Bác sĩ Lister đây là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở đây. Nhưng tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật là rất lớn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự ra đi của ông Joseph. Nhưng đã có rất nhiều bệnh nhân gặp trường hợp như ông nhà. Nhiễm trùng sau phẫu thuật thực sự là một biến chứng rất nguy hiểm thưa bà. Lại thêm một bệnh nhân ra đi vì biến chứng nhiễm trùng. Thật đáng buồn khi phải nhìn bệnh nhân của mình cố gắng phẫu thuật để giành lại mạng sống lại phải ra đi một cách đáng tiếc như vậy. Giá mà có một cách nào đó giúp tình trạng bệnh nhân có thể ổn định sau mỗi cuộc phẫu thuật thì tốt biết mấy. Trông anh già hơn hẳn lần gần đây nhất tôi gặp anh đấy. Có chuyện gì vậy thưa bác sĩ Lister? Điều gì khiến bác sĩ Lister phải nhọc lòng suy nghĩ tới nỗi già cả người thế này? Dạo này anh phải phẫu thuật cho nhiều người bệnh lắm sao? Giáo sư Thomas, ông đừng gọi tôi như vậy, tôi cảm thấy rất khổ thẹn. Thế có chuyện gì mà anh lại như vậy? Không lẽ ở bệnh viện lại xảy ra chuyện gì không được như ý muốn ư? Cũng có thể nói là như vậy. Chà, nhìn anh có vẻ khá đăm chiêu. Ngài biết đấy, phẫu thuật đã cứu sống rất nhiều người qua khỏi cơn nguy kịch do bệnh tật, tai nạn. Nhưng sau đó, phải đến hơn nửa trong số họ chết vì những biến chứng sau phẫu thuật. Tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi nghĩ rằng tại sao họ đã có thể vượt qua những cuộc phẫu thuật lớn như thế, thì họ phải khỏe mạnh trở lại. Nhưng những biến chứng sau phẫu thuật lại dễ dàng cướp đi mạng sống của họ ngay tức khắc. Chà, anh đừng bi quan như vậy chứ. Đó là quy luật từ trước đến giờ rồi mà. Một khi đã chọn làm bác sĩ thì anh phải chấp nhận đối diện với cái chết hàng ngày cơ mà. Tôi biết là thế, nhưng tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn bệnh nhân mình cứu sống lần lượt ra đi như vậy sao? Điều đó thật bất công đối với họ và với chính những người bác sĩ như chúng ta nữa. Tôi có thể hiểu được nỗi lòng của anh. Trước đây khi còn làm bác sĩ, tôi cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy. Thậm chí tôi đã từng rất bi quan và nghĩ đến chuyện từ bỏ cái nghề cao quý này. Nhưng cuối cùng tôi không thể. Sứ mệnh của chúng ta là cứu sống bệnh nhân. Dù kết quả có không được như mong muốn, nhưng bác sĩ vẫn phải cứu giúp người bệnh hết lòng. Đúng là như vậy. Nhưng nhìn những bệnh nhân lần lượt mất ở phòng hậu phẫu, tôi thật sự rất muốn tìm được lý do. Đó là cảm giác rất đau khổ. Tôi muốn tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề đó. Để làm điều đó, tôi đã quan sát một vài bệnh nhân của tôi và những gì họ gặp phải. Mà điều kỳ lạ mà tôi nhận thấy là cùng là gãy tay, nhưng các vết thương bầm dập rất dễ lành. Còn các vết thương hở luôn khiến bệnh nhân sốt nóng, mừng mủ, hôi thối và cuối cùng dẫn tới tử vong. Tôi nhận thấy điều đó xảy ra ở hầu hết các bệnh nhân sau phẫu thuật. Vậy thì nguyên nhân nằm ở đâu? Cuộc phẫu thuật tuy thành công, nhưng sau đó bệnh nhân lại sốt và tử vong. Phải chăng là do vết thương hở có tiếp xúc với không khí và vô tình gây nên một hiện tượng nào đấy? Giả thuyết của anh cũng khá là hợp lý. Thật tiếc vì tôi chỉ là một nhà hóa học, không thể giúp gì nhiều cho anh. Tôi không thể hiểu được những diễn biến về cơ thể con người. Nhưng tôi nghĩ rằng cuốn sách sẽ giúp ích cho anh rất nhiều đấy. Đây là cuốn sách nói về sự thối rữa ở cơ thể con người. Trong này phân tích rất rõ. Biết đâu trong này sẽ có câu trả lời cho những gì mà anh đang thắc mắc. Louis Pasteur.
đó là một giáo sư rất nổi tiếng người Pháp. Anh vừa nhắc tới hiện tượng thối rữa ở các bệnh nhân, tôi bỗng nhớ tới cuốn sách này. Louis Pasteur đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về vấn đề này và đưa nó vào sách. Tôi nghĩ ông ấy có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để tìm hiểu về hiện tượng thối rữa này. Ồ, ông ấy cho rằng trong không khí có những mầm vi sinh vật mà chúng ta không thể nhìn thấy, và những mầm vi sinh vật này đã gây ra hiện tượng lên men và thối rữa vết thương. Vậy thì điều mà tôi đang nghĩ tới cũng không phải là không có cơ sở. Rõ ràng là có một tác động nào đó khiến những vết thương hở của bệnh nhân tạo mủ và dẫn đến sốt cao rồi tử vong chứ. Tôi nghĩ rằng không khí nơi phòng mổ cũng có những mầm vi sinh vật này. Nó sẽ bám vào tất cả mọi nơi, mọi đồ đạc có thể. Chính nó đã khiến các vết thương sau phẫu thuật không thể lành lại được. Có lý đấy. Vi khuẩn ở mọi nơi xung quanh chúng ta, và nó nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Nếu như điều anh nghĩ là đúng, thì chỉ cần có thể làm sạch môi trường phòng bệnh và phòng phẫu thuật thì có thể hạn chế tình trạng biến chứng sau phẫu thuật. Vậy có cách nào để khử sạch chúng không? Theo như tôi đọc được trong sách thì ngày Pasteur khử sạch chúng bằng cách đun nóng trong môi trường không có không khí. Nhưng trong bệnh viện thì không thể sử dụng cách này được. Điều này là bất khả thi. Chà, có vẻ vấn đề này khá nan giải. Chúng ta đã tìm được nguyên nhân nhưng lại không có cách giải quyết chúng. Dù sao thì hôm nay giáo sư cũng đã cung cấp cho tôi một tài liệu rất có giá trị. Tôi sẽ nghiên cứu thêm để tìm ra cách có thể làm sạch hết mầm vi sinh vật trong phòng phẫu thuật này. Anh đúng là một người bác sĩ tử tế. Nhất định anh sẽ thành công. Hãy cố gắng theo đuổi nó nha. Nếu cần gì từ tôi thì đừng có ngại. Tôi sẵn sàng giúp đỡ anh mỗi lúc. Chẳng lẽ không có một cách nào có thể làm sạch được phòng phẫu thuật sao? Liệu có một chất nào đó giúp làm sạch vi khuẩn trong phòng phẫu thuật được không ta? Răng, mở cửa xả số 5. Mở cửa xả số 5. Đây chẳng phải nhà máy xử lý rác thải của thành phố hay sao? Tại sao khi đi qua đây lại không hề có mùi hôi thối của rác thải nhỉ? Rác thải rất hôi thối. Chỉ cần đứng cạnh một thùng rác thôi là chúng đã bốc mùi nồng nặc rồi cơ mà. Vậy nhưng nhà máy xử lý rác thải lại không hề có chút mùi hôi vốn có của nó. Liệu có phải những tác nhân gây nên hiện tượng thối rữa, bốc mùi đã được loại bỏ trong quá trình xử lý nên nước thải mới sạch như vậy không? Mình phải đến hỏi bọn họ dùng cách gì mới được. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút. Tôi đi qua nhà máy xử lý rác thải này nhưng lại không hề ngửi thấy một chút mùi hôi nào. Thật kỳ lạ. Các anh đã dùng cách gì mà nước thải không còn bốc mùi hôi thối như vậy ạ? Chúng tôi dùng axit carbonic. Nó khử mùi và làm sạch rất tốt. Kết quả thì như anh thấy đấy, mùi hôi của hàng đống rác thải này đã hoàn toàn biến mất. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể xử lý dễ dàng hơn. Axit carbonic ư? Có lẽ đây là chìa khóa của vấn đề mà tôi đang tìm kiếm đây rồi. Cảm ơn anh. Đây sẽ là một trong những phát hiện lớn nhất trong lịch sử đấy. Bệnh nhân là một cậu bé 11 tuổi, gãy xương đùi do bị xe ngựa cán qua, chảy rất nhiều máu. Cậu bé cần phải được phẫu thuật ngay, thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, ông đang làm gì vậy? À, đây là axit carbonic. Nó có tác dụng làm sạch rất tốt. Tất cả các dụng cụ phẫu thuật cần được làm sạch bằng dung dịch này trước khi thực hiện ca mổ. Kể cả tay của chúng ta cũng vậy. Mọi người hãy lấy dung dịch axit này để rửa tay trước khi phẫu thuật đi. Cuối cùng, chúng ta đắp gạc đã được làm sạch lên vết thương hở. Hãy để ý thay băng gạc và theo dõi tình trạng của cậu bé thường xuyên. Có biến chuyển gì thì phải báo ngay cho tôi. Bác sĩ Lister, vết mổ của cậu bé 3 ngày trước đã dần lành lại rồi ạ. Nhanh như vậy sao? Vết thương không mương mủ hay bốc mùi gì chứ? Dạ không ạ, vết thương khô và dần lành lại như có một phép màu vậy. Chúng tôi cũng không thể tin được kỳ tích này.
tin tức mới đây, bác sĩ Lister của Đại học Glasgow đã tìm ra cách khống chế được các biến chứng sau phẫu thuật. Dạ, 12 người mà chỉ có 2 người chết thì quả thực là một kết quả khả quan đấy. Không được, không thể nào dùng dung dịch xử lý nước thải để dùng trong y tế. Như vậy chẳng phải quá ô uế hay sao? Đúng vậy, chưa kể dùng axit carbonic khiến sức khỏe của các y bác sĩ trực tiếp tham gia phẫu thuật bị ảnh hưởng ít nhiều. Hãy nhìn những đôi tay nổi đầy mụn nước của họ đi. Nhưng điều quan trọng nhất là hiệu quả điều trị, và nó đã được chứng minh. Những khuyết điểm khác hoàn toàn có thể nghiên cứu thêm để khắc phục mà. Các bác sĩ phẫu thuật ở Vương quốc Anh này sẽ không một ai đồng ý với phương pháp của ông đâu. Thưa ông Lister, nó quá bẩn thỉu và gây hại cho chính chúng ta. Nhất định tôi vẫn sẽ tiếp tục với phương pháp của mình. Điều tôi quan tâm là việc các bệnh nhân đã được cứu sống, và đó mới là mục đích của y học. Dù bị phản đối ở Anh, nhưng ở Đức, phương pháp của bác sĩ Joseph Lister được áp dụng rộng rãi, sau đó phổ biến dần qua các nước khác trên thế giới. Theo thời gian, cùng sự phát triển của nghiên cứu y học, phương pháp sát trùng được thay thế bằng phương pháp vô trùng và khắc phục được tối đa những nhược điểm của phương pháp cũ. Không ai có thể phủ nhận những đóng góp của bác sĩ Joseph Lister đã đặt nền móng cho những phương pháp phẫu thuật sau này. Ông dần được các đồng nghiệp cùng quê hương Anh Quốc công nhận và sau này trở thành bác sĩ đầu tiên trở thành thương nghị sĩ Anh. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về giáo sư Joseph Lister ở Anh năm 1854. Bài học cậu bé dạy tiến sĩ. Hôm nay bà không phải đến cô nhi viện ạ. Lâu lắm rồi cháu mới thấy bà ở nhà vào cuối tuần. Ừ, chiều nay tiến sĩ Swift có một buổi họp báo tại trung tâm thành phố. Bà là khách mời nên ở nhà chuẩn bị cho tươm tất một chút. Hả? Họp báo của tiến sĩ Swift sao ạ? Có phải là người đang có tầm ảnh hưởng nhất thành phố mình không ạ? Cháu rất ngưỡng mộ bác ấy. Ôi trời ơi, cháu còn nhỏ như vậy mà đã hâm mộ một ông tiến sĩ rồi hay sao? Vâng ạ, bác ấy đã phát minh ra điều khiển cầm tay cho trò chơi điện tử mà cháu yêu thích. Cháu mới chỉ được nhìn bác ấy qua tivi mà thôi. Bà và tiến sĩ Swift là bạn thời trung học. Bác ấy đã về nước, chuyển về căn nhà ở quận bên. Sắp tới, bà và bác ấy sẽ cùng hợp tác trong một dự án về giáo dục cho trẻ. Trời ơi, tuyệt quá ạ. Ngôi nhà ở gần đây, vậy là cháu có cơ hội được gặp thần tượng rồi. Ừ, sẽ có lúc bà phiền cháu mang đồ qua bên đó. Cháu sẽ phải chạy đi chạy lại nhiều đấy. Vâng ạ. Oh yeah. Xin chào tiến sĩ Swift. Ngài vừa cho ra mắt công trình nghiên cứu về bộ mã hóa rút gọn. Đây quả là kết quả đáng mong đợi ạ. Ngài có muốn nói gì về thành phẩm này hay không ạ? Tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ được áp dụng vào thực tiễn, giúp ích được nhiều cho mọi người. Tuyệt vời quá! Ông ấy thật đáng ngưỡng mộ. Thật là một người tài giỏi. Mình phải học hành thật chăm chỉ. Sau này lớn lên, mình cũng sẽ làm tiến sĩ. Peter à, cháu có muốn cùng ta đến nhà tiến sĩ Swift không? Hả? Thật sao ạ? Cháu phải đi thay bộ đồ đẹp nhất mới được. Thằng bé quá thật là lanh lợi. Ai đó ạ? Dạ, có quý bà Daisy đến tìm tiến sĩ Swift. Làm phiền bà thông báo giúp ạ. Không biết hai người đã có hẹn trước với ngài tiến sĩ chưa? Tôi và tiến sĩ Swift là bạn học. Tôi chưa có hẹn gặp. Muốn tạo cho ông ấy một sự bất ngờ thôi. Dạ, theo quy định á,
khách đến đây sẽ có hẹn trước với ngài Swift. Thật không may, tiến sĩ lại vừa đi đến một hội thảo quan trọng rồi ạ. Hả? Trời ơi, buồn quá đi. Không sao. Vậy khi khác chúng tôi quay trở lại. Nhờ chị chuyển đến tay của tiến sĩ hộp bánh này, ông ấy nhận thì sẽ biết là tôi đã đến. Dạ vâng, cảm ơn bà. Thôi con, mình về thôi Peter à. Đó không phải... Ai vậy chị? Dạ, có một quý bà và một đứa trẻ. Vẫn như mọi khi, tôi đã nói như lời ông dặn. Dạ, họ đã về rồi ạ. Quý bà kia còn gửi cho ông hộp bánh này nè. Chị làm tốt lắm. Đây đâu phải nơi mà ai cũng tùy tiện đến chứ. Đây là nhà của một tiến sĩ nổi tiếng cơ mà. Đến nhờ vả ta thì nên theo nguyên tắc của ta đi. Hộp bánh này... Dạ vâng, tôi xin đi làm việc tiếp đây ạ. Peter à, sao vậy cháu? Dạ, không ạ. Bác ấy đang ở nhà, nhưng tại sao lại không muốn tiếp khách chứ? Đây chẳng phải xe của quý bà Daisy sao? À ha, quý bà Daisy đã đến. Cả cô Min và anh Peter cũng đến nữa kìa. Dạ chào viện trưởng, chào các cháu. Thấy mọi người, nhà bà Daisy là các cháu vui hơn hẳn. Lúc nãy nhìn thấy tiến sĩ Swift thì chúng co rúm lại. Tiến sĩ Swift đã đến rồi sao ạ? Tôi đã đợi bà đã 10 phút rồi chứ. Xe chở quà cho bọn trẻ của bà đến trước. Tôi đã giúp bà nhận và phân phát. Nhưng bọn trẻ con không đứa nào dám bén mảng tới gần. Dù tôi có gả cho chúng quà bánh đi chăng nữa, thật không hiểu nổi. Chắc là tại bộ dạng nghiêm nghị, thêm bộ râu xồm xoàm của ông làm chúng sợ đó. Hoặc là chúng biết tiến sĩ Swift là người siêu nghiện món bánh nướng tự làm này, nên không dám chia phần với ông á. Thì tại bọn chúng không ăn, nên tôi mới tiện tay ăn đó chứ. Tôi tuy trông vậy, nhưng nào có làm gì chúng đâu. Ta thân thiện mà, phải không mấy đứa? Hai con ra ngoài chơi với các em nha. Chúng ta vào trong trao đổi về quỹ học bổng cho cô nhi viện. Vâng ạ. Peter à? Chị Min. Em cầm hộp bánh này đến nhà tiến sĩ Swift nha. Mẹ chị đã thức cả đêm qua để làm đó. Đó là lời cảm ơn bác ấy vì chuyến từ thiện ở cô nhi viện ngày hôm qua. Vâng, em đi ngay đây ạ. Đây là lần đầu tiên một mình đến nhà của thần tượng. Phải gây thiện cảm với bác ấy mới được. Còn phải xin tiến sĩ chữ ký nữa. Dạ, cháu là Peter, người giúp việc nhà quý bà Daisy. Bà Daisy đã gọi điện trước cho tiến sĩ Swift rồi ạ. Mời cháu lên tầng 2. Tiến sĩ đang ở trong phòng đọc sách đó. Mời vào. Dạ thưa tiến sĩ, cô Daisy bảo cháu mang hộp bánh này đến biếu bác ạ. Bà ấy đang gọi cho ta rồi. Cháu để ở đó đi. Tiến sĩ, hộp bánh này là... Được rồi, cháu về đi. Nhưng thưa bác, cháu chỉ muốn xin bác chữ ký. Không thấy ta đang bận sao? Cháu đang làm mất thời gian của ta đấy. Chắc là công việc nghiên cứu bận rộn lắm, nên bác ấy mới dễ nổi cáu như vậy. Lần sau hy vọng mình sẽ xin được chữ ký. Cháu bảo cô Daisy lần sau không cần khách sáo như thế này nữa. Nhắn cô giúp ta, bánh cô làm rất ngon. Thôi, ta còn rất nhiều việc phải làm, cháu về đi. Chỉ thời gian của tiến sĩ là quan trọng, còn những người khác thì không cần quan tâm đến thời gian, công sức của họ hay sao? Bác ấy chẳng thân thiện mà cũng thật ích kỷ. Bác ấy còn không bằng cô giúp việc nữa. Cô ấy khi nhận quà còn biết nói lời cảm ơn nữa.
Lâu rồi bà không qua chơi, nên hôm nay tôi phải qua thăm hỏi trước. Những chiếc bánh thay sự hiện diện của tôi thăm ngài mỗi ngày đấy. Mỗi lần đến nhà ngài tiến sĩ là phải xếp hàng, đặt lịch trước. Tôi thấy vất vả quá, nên đành tạm hoãn lại sao vậy? Tôi vốn lỗ mãng, nên hay làm phật ý mọi người. Cũng tại mấy tài báo chí hay tìm lý do đến nhà để quay chụp phỏng vấn, nên tôi mới phòng bệnh hơn chữa bệnh bà. Peter à, vào đây đi em. Bác Squib, thần tượng của cháu đến chơi đây nè. Nhưng bây giờ bác ấy không còn là thần tượng của em nữa. Không thấy ta đang bận sao? Cháu đang làm mất thời gian của ta đấy. Nhưng ta có một tật rất xấu. Một khi đã tập trung thì tuyệt đối tập trung. Những lời hỏi han khiến ta sao nhãng, cho nên chúng sẽ trở nên vô nghĩa với ta. Hôm ấy là một ví dụ. Ta đang bận làm bản thảo cho cuốn sách mới. Ta không có ý coi thường cháu đâu. Ta xin lỗi. Vâng, nhưng cháu nghĩ cháu vẫn cần dạy cho tiến sĩ một bài học để bác rút kinh nghiệm. Ô trời, dạy cho bác một bài học sao? Vâng ạ. Bác hãy giả vờ ngồi như đang làm việc đi, còn cháu sẽ vờ như đang gõ cửa. Bà chủ cháu gọi biếu bác chút thịt xông khói ạ. Peter, đó không phải là cách biếu quà đâu. Cháu hãy ngồi vào ghế, đổi vị trí cho ta nha. Hãy xem cách bác làm và rút kinh nghiệm cho lần sau nè. Sau khi người ngồi bên trong cho phép thì cháu mới được vào. Thưa bác, bà chủ cháu gửi đến ngài lòng ưu ái và hy vọng ngài nhận chút thịt xông khói do con dâu bà làm. Đúng là như vậy. Vậy cho ta gửi lời cảm ơn đến bà Daisy nha. Bên ngoài nắng nóng, cháu đi bộ đường xa chắc rất khát. Cháu ngồi nghỉ và uống nước đi. Ta cảm tạ riêng cháu bằng $2 nha. Chuyện này... Ai cũng có thời gian của riêng mình. Người giúp việc cũng phải đội nắng đội mưa, bỏ dở việc đang làm để mang đến cho mình. Nếu bác không cho họ thêm gì, cũng nên mời họ một cốc nước để họ mát lòng. Thì ra là vậy. Ta sơ ý quá. Ta sẽ rút kinh nghiệm vào những lần sau. Ôi trời ơi, ta cũng cần phải học hỏi một đứa bé và làm theo. Đây là sơ suất của chúng ta. Cảm ơn cháu nha Peter. Nếu bác Squib bận thì có thể để cô giúp việc mời cháu nước cũng được ạ. Bác đừng nói cảm ơn cho có rồi đuổi cháu đi như thế. Đến cả một cái liếc nhìn bác cũng chẳng trao nữa. Đúng là một bài học đắt giá mà một cậu bé 9 tuổi đã dạy cho một ông tiến sĩ già như tôi. Bác cảm ơn Peter rất nhiều. Dạ, cảm ơn bà. Cháu về đây ạ. Lời nói dối. Ba mẹ có việc phải đi lên thị trấn một chuyến. Ba đứa nhớ ở nhà, chơi với nhau, tuyệt đối không được đi ra ngoài lang thang đâu nhé. Chim, con là anh cả Chim, nhớ bảo ban và trông nom các em nghe chưa? Vâng, ba mẹ yên tâm, con là anh cả Chim, con sẽ bảo vệ các em ạ. Ba mẹ cứ tin tưởng ở con. Yeah! Thích quá, được tự do cả ngày hôm nay rồi. Các anh ơi, chúng mình chơi đồ chơi đi. Hôm trước, mẹ mới mua cho em một con lính chì đẹp mê ly. Được thôi. Chơi mãi ở nhà chán quá. Mấy thứ đồ chơi này, anh đã chơi chán rồi. Chẳng có gì thú vị để chơi nữa cả. Hay chúng mình thử ra ngoài rừng nhỉ? Đi một tí, chắc ba mẹ không biết đâu. Không được. Các anh không nhớ là ba mẹ đã dặn anh em mình không được ra ngoài mà. Ôi dào, có sao đâu. Chúng mình chỉ chơi một lát rồi về. Nhất định sẽ về trước ba mẹ. Ba mẹ lúc nào chả nói ở ngoài kia nguy hiểm lắm. Đúng đó, mình ra ngoài chơi đi anh. Ở ngoài kia có rất nhiều thứ để chơi. Chúng ta có thể hái quà, bắt bướm, thậm chí hái quả ngọt về ăn nữa anh nhỉ. Chúng ta chạy ra ngoài chơi đi. Em Trương không đi thì thôi, cho em ở nhà chơi một mình đấy. Không được, các anh đợi em với. Đừng để em một mình, em sợ.
Đợi em chơi. Ôi, những chú bướm kia đẹp quá. Còn em sẽ hái hoa tặng mẹ. Những bông hoa nhiều màu sắc này. Em sẽ hái thật nhiều hoa quả về cho mẹ. Ba mẹ trời sẽ khen ba anh em mình ngoan ngoãn anh nhỉ. Đuổi theo anh đi. Bắt được anh sẽ thưởng kẹo cho. Đố em Jun bắt được anh đấy. Đợi em với. Các anh chạy chậm thôi. Ôi, chạy mãi mệt quá thôi. Chúng ta chơi thật vui anh nhỉ. Biết thế này, từ lần sau mình cứ trốn đi chơi bên ngoài, ba mẹ chẳng biết được đâu. Đấy, anh đã bảo chơi ở ngoài là vui nhất mà. Ở trong nhà mãi cũng chán lắm. Hả? Thôi chết, trời sắp tối rồi. Ba mẹ chắc cũng sắp về rồi các anh ạ. Nhỉ, anh quên mất. Chúng ta phải về ngay thôi. Nhưng nếu ba mẹ hỏi chúng ta đi đâu thì phải biết trả lời sao hả anh? Đúng rồi, chúng ta sẽ nói là có con chó sói đến nhà. Chúng ta sợ quá nên mới chạy đi và bị lạc vào rừng. Không được, em đúng là đồ ngốc. Như thế quá vô lý lắm. Chúng ta sẽ thống nhất nói dối rằng có một bà cụ đến gõ cửa, nhờ ba anh em mình đưa về nhà. Nhà bà cụ ở bên kia rừng. Vì thương bà cụ nên ba anh em mình đã đi, cuối cùng bị lạc và về muộn như vậy. Hai em nhớ chưa? Em nhớ rồi. Anh Jim đúng là số 1. Bịa được chuyện hay quá. Các con có biết là ba mẹ lo như thế nào không hả? Ba con đã đi mấy vòng quanh làng cũng không tìm thấy. Ba con thực sự rất giận đấy. Con xin lỗi ba mẹ, nhưng anh em con cũng chỉ muốn làm việc tốt, giúp bà cụ ấy về đến nhà thôi ạ. Vâng, bà cụ ấy đáng thương lắm ba ạ. Bà ấy vừa bị mù, chân lại bị tật, lại ở có một mình, rất tội nghiệp ba ạ. Ôi, thật vậy ư? Thế nhà bà ở đâu? Có khi ngày mai mẹ sẽ làm thêm ít bánh rồi mang tới cho bà nhé. Không cần đâu mẹ, bà ấy đã có đồ ăn rồi. Đúng vậy mẹ ạ, bà ấy có nhiều đồ ăn lắm. Cháu bà ấy mua nhiều rồi ạ. Sao ban nãy các con nói bà khổ sở, sống có một mình cơ mà, sao giờ lại có cháu mua nhiều đồ ăn, là thế nào? Dạ, con chúng con hư lắm. Không có ba cụ nào hết. Cũng tại ba anh em con mãi chơi ở trong rừng, quên giờ về nên mới về nhà muộn như vậy thôi ạ. Con xin lỗi ba mẹ. Hai anh đã bảo phải nói dối, nhưng con không muốn nói dối. Con không muốn là một đứa trẻ hư. Kìa em, sao em lại không giữ lời hứa chứ? Ba muốn nghe lời nói thật. Cuối cùng các con đã làm gì? Dạ, chúng con xin lỗi ba. Chúng con đã sai khi mãi chơi, lại còn tìm cách nói dối ba mẹ nữa ạ. Con xin lỗi ba mẹ. Chúng con biết lỗi rồi ạ. Ba ơi, con xin lỗi. Lần sau chúng con sẽ nghe lời ba mẹ, sẽ không nói dối nữa đâu ạ. Thôi được rồi. Ban nãy nếu các con không nhận lỗi, nhất định ba sẽ phạt. Bởi việc một bà cụ đến nhờ các con đưa về nhà qua khu rừng kia là rất vô lý. Nhưng cũng may các con kịp thời nhận lỗi và sửa sai. Bởi vậy, lần này ba sẽ tha cho ba đứa. Các con là anh, lẽ ra phải là tấm gương để em út Jun noi theo. Nhưng đây các con lại bày ra một lời nói dối. Sau này không được lặp lại sai lầm này nữa, nghe không? Dạ, chúng con nhớ rồi ạ. Lời nói dối dù khéo léo đến mấy cũng sẽ khiến ta trở nên vụng về. Và rồi chân tướng sự thật cuối cùng không thể không lộ diện. Cách tốt nhất ta nên làm là đối diện và thành thật với chính bản thân mình.